Ở đây là có bác nào đã phải ngậm trái đắng khi mà mình chưa tìm hiểu những cái kiến thức cơ bản để lựa chọn cho mình bộ bộ dàn âm thanh hoàn hảo chưa ạ? Và cái kinh nghiệm của anh em như thế nào thì các anh em có thể để trực tiếp comment dưới video này. Và trong video này em sẽ chia sẻ một chút về cái cơ bản để chúng ta lựa chọn được cho mình những cái bộ dàn âm thanh để vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nó ưng ý nhất. Ưng ý ở đây theo cái góc độ như là hợp với tài chính này, và cái điều kiện kinh tế của mình này. Thứ hai là cái mục đích sử dụng của mình này. Và thứ ba nữa là chúng ta dùng nó không bị chán, hay là không cần phải thêm thắt những cái sản phẩm để nâng cấp. Để lựa chọn cho mình một bộ dàn âm thanh như vậy thì chúng ta sẽ có những cái gạch đầu dòng như sau. Đầu tiên các anh em sẽ phải quan tâm đến cái phần công suất của loa. Đấy, công suất của loa. Đấy, với cái không gian rộng bao nhiêu mét vuông và công suất nó mấy trăm watt hay mấy chục watt nó có thể phù hợp như thế nào. Thứ hai nữa là cái kiểu dáng loa. Đấy, loa thì hiện nay nó rất nhiều kiểu dáng, từ những đôi loa có những cái thiết kế cơ bản phổ thông hoặc là gọi là truyền thống, gọi là những cái cặp loa nằm, hoặc là những đôi loa cây, loa cột, hay là những đôi loa full. Em vừa nói loa full đấy, thì chúng ta phải xác định được là chúng ta đầu tiên là cái tài chính để chúng ta lựa chọn cho mình một bộ dàn âm thanh này, đầu tư bao nhiêu tiền này. Thứ hai là cái không gian nhà mình rộng bao nhiêu mét vuông, và để chúng ta còn biết được chúng ta lựa chọn đôi loa nó có cái công suất bao nhiêu. Đấy. Thứ ba nữa là thích cái kiểu dáng như nào, chúng ta lựa chọn kiểu dáng như vậy. Bây giờ thì đa dạng lắm về sản phẩm âm thanh cũng như loa đài, rất là đa dạng. Ví dụ như hiện tại Zika chúng em hiện tại rất đa dạng về kiểu dáng loa hiện tại. Có thể những cái đôi loa cây như thế này. Đấy. Hoặc là những đôi loa full, hay là những đôi loa nhiều đường tiếng, loa thùng, bát 40 cũng rất khủng. À, em muốn nói là công suất thì em trích dẫn một chút. Cái công suất ở đây thì nó sẽ như phòng 10 đến 15 mét vuông thì các em sẽ đánh trong cái khoảng công suất khoảng 75W đến 150W. Đấy. À, phòng trên 30 mét vuông chúng ta sẽ sử dụng toàn tầm độ 250W đến 300W. Và tuy nhiên là chúng ta cũng phải lựa chọn loa nghe nhạc và loa hát karaoke nó khác nhau nha các anh em nhé. Còn bây giờ thì đối với cái nhu cầu tích hợp 2 trong 1 thì chúng em cũng có những cái bộ cấu hình combo vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Ở đây thì với những bộ dàn âm thanh mà Zika chúng em thời gian vừa qua đưa ra thị trường và phục vụ anh em thì đa phần nó sẽ là 2 trong 1, nó không còn là tách biệt riêng như nghe nhạc nữa và hát karaoke riêng nữa. Đấy. Và cái quan trọng nhất các anh em phải tìm một đơn vị cũng như một công ty, một showroom uy tín để anh em sao cái niềm tin vào khi đến để được trải nghiệm thực tế. Và các anh em cứ đưa ra cái vấn đề như là tài chính, muốn đầu tư bao nhiêu tiền này, cái nhu cầu thật sự là như thế nào này, và thích cái kiểu dáng loa nào, thì các kỹ thuật viên cũng như là chuyên gia họ sẽ tư vấn cho các anh em. Điều này thì các anh em khi mà các em có trải nghiệm thực tế thì các em sẽ có. Còn kiến thức cơ bản em muốn nói đây là xác định công suất, đường kính bát, đấy, không gian phòng nhà mình mà 15 đến 20 mét vuông thì chúng ta có thể lựa chọn những đôi loa đường kính bát 20, công suất khoảng độ 150W đến 250W. Còn không gian nhà mình nó rộng đến 5 đến 60 m2 thì chúng ta sẽ lựa chọn những đôi loa bát 30 hoặc bát 40, công suất dao động từ 250W cho đến 300, thậm chí còn hơn, thậm chí có những đôi loa lên đến 700-800W. Ở đây thì chúng ta có cái công suất lớn như vậy để chúng ta có thể chúng ta vặn cái tần suất volume cũng như đưa cái công suất lớn lên để nó phủ đầy âm thanh trong không gian nhà cũng như không gian chúng ta nghe nhạc, nó không bị đuối. Chúng ta nghe một đôi loa tầm 70W đi, hay là 40-50W đi mà đánh không gian 70-80m2 thì nó loãng, chúng ta nghe không có cảm giác, cũng không có một cái cảm xúc gì hết. Ok, còn cái việc mà em muốn nói đến là lựa chọn được một đơn vị uy tín thì các em đừng quên là hiện tại Zika chúng em đang là một công ty bán những cấu hình combo. Hiện tại đang là bán rất là chạy số 1 trong những cấu hình combo gia đình hiện nay. Những cái mức giá dao động từ 12 triệu 500 ngàn đồng cho đến hàng trăm triệu, tùy thuộc vào các anh em thích cái kiểu dáng loa như thế nào. Các anh em đầu tư bao nhiêu tiền thì chúng em đều có thể đáp ứng được những cái phân khúc đấy. Hãy liên hệ ngay cho Zika chúng em qua số hotline khi cần đến những bộ cấu hình combo, và chúng em sẽ tư vấn chuyên sâu hơn về những cái sở thích và cái kinh nghiệm lựa chọn bộ dàn âm thanh nhé. Xin chào tạm biệt, cảm ơn các bạn rất là nhiều.